Cậu chủ Lưu tới, anh ấy là khách siêu VIP của cửa hàng, rất khó phục vụ. Nhìn tôi đây, không có nhân viên phục vụ ư? Chào cậu chủ Lưu, anh nhìn chúng kiểu nào tôi giúp anh đi lấy. Để tặng bạn gái phải không? Có cần tôi thử giúp anh không? Đi đi, anh trai, nhìn xem em đeo cái này có phải đẹp lắm không? Vậy nếu tôi nói với cô, bạn gái tôi lớn hơn tôi, cô sẽ ứng phó thế nào? Em trai, chị cảm thấy cái túi này không tệ. Quẹt thẻ, tôi lấy hết tất cả túi trong cửa hàng của mấy cô, doanh số tính cho cô. Anh là khách hàng hào phóng nhất mà tôi từng gặp, cô là người bán hàng ngầu nhất mà tôi từng thấy. Nếu cô đã biết diễn thế này, có lẽ diễn vai bạn gái tôi cũng không khó nhỉ. Tôi khá là hài lòng với anh trong lần xem mắt này. À, tôi cũng cảm thấy cô, Lưu Hạo Quân. Đồ khốn kiếp nhà anh, tôi đã có con với anh rồi, anh còn đi xem mắt với người khác. Cô ấy là... Như vậy còn chưa rõ sao? Đúng là không phải người. Cậu chủ Lưu, anh sẽ chịu trách nhiệm phải không? Chịu trách nhiệm thế nào? Thì là, anh cần phải thanh toán món đồ chơi này cho tôi. Tôi tốn nhiều tiền lắm đấy. Được, tôi chuyển cho cô 175 triệu. Nay chúng ta đều độc thân, chi bằng. Cảm ơn cậu chủ Lưu. Sau này có việc gì thì cứ tìm đến tôi. Tôi còn chưa nói xong mà. Khương Thập Thất, chị họ, tiệc gia đình ngày mai, không phải em chẳng có bạn trai mà tới một mình đấy chứ? Em có bạn trai, anh ấy vừa mới chuyển cho em 175 triệu nè. Đây là tiền hàng theo doanh số mà em nhận được phải không? Nếu em thật sự có bạn trai, ngày mai đưa tới cho chị xem thử đi. Được thôi, xì, nè nè, cậu chủ Lưu, tôi muốn bàn bạc với anh một chuyện. Tôi trả 175 triệu lại cho anh diễn vai bạn trai tôi. Như vậy hai chúng ta coi như hòa nhau. Cô gì ơi, cậu chủ chúng tôi mỗi phút kiếm được khoảng 4 tỷ. Cô cảm thấy anh ấy có thời gian chơi với cô hả? Tôi mạo muội rồi, nè, ai bảo anh từ chối, không nhìn ra tôi thích cô ấy à? Ngày mai chị họ cô chắc chắn sẽ cười vào mặt vì cô không có bạn trai. Tôi sợ chị ta, chắc chị đẹp mà. Ngày mai tôi chắc chắn sẽ lấn át được chị họ. Bà ơi, Thập Thất ấy à, cháu thấy em ấy không dám tới đâu. Sao em lại không dám tới chứ? Da rẻ của cháu đẹp thật, ngày càng sinh ra nha. Cháu cảm ơn bà ạ. Thập Thất, bạn trai em đâu? Cháu thấy à, em ấy không có ai thèm thì có. Ai nói cô ấy không có ai cần? Sao anh lại tới đây? Thật là ngại quá, cháu tới muộn ạ. Đây là bạn trai cháu à? Dạ dạ, đẹp trai quá đi. Ây da, đâu có ạ. Bà à, đẹp trai thì có ích gì chứ, người ta đi tay không tới đây. Cậu không biết thôi, bạn trai hào môn của tôi chuẩn bị một bình rượu sang trị giá 350 triệu cho bà. Còn cậu? Đây là cháu chuẩn bị ạ. Đợi lát nữa tôi thanh toán đạo cụ này cho anh. Thật là nực cười, cái này chắc là vừa mới đào từ gò đất trong thôn nào tới đây hả? Đây là đồng tử, đồng công tử 50 năm, tôi còn chưa nghe qua nữa là. Đó là do chị thiếu hiểu biết. Đúng vậy, nhân viên phục vụ rót rượu, vừa vàng vừa pha trộn. Loại rác này mà cũng dám đưa chúng tôi uống. Chị vừa đập bể quà tặng trị giá 4 tỷ của tôi. Chị đền đi, 4 tỷ cậu đang dọa dẫm mà. Anh mau nhìn xem đây có phải rượu giả không? Ông xã tôi là người của giới thượng lưu. Sao anh lại uống rồi? Đây là kho báu thế gian trị giá mấy tỷ đấy. Chỗ rượu còn lại đâu? Em đập rồi, mụ đàn bà điên này. Rượu này là ai tặng thế? Cậu ta. Cậu ta là tỷ phú Lưu Hạo Quần. Tăng thật rồi. Rượu này thật sự có giá 4 tỷ hả? Tôi không thanh toán nổi đâu. Đưa em đền cho tôi là được. Hả? Cậu chủ, lần đầu tiên cậu đi Thượng Hải tôi đã chuẩn bị vali xong cả rồi. Có chuẩn bị áo khoác mà tôi thích nhất chưa? Áo khoác Hermes cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Ây da! Ai nói tôi cần Hermes? Ý tôi là áo khoác quân đội này. Ông làm việc kiểu gì thế? Ông đừng đi, mau chóng thuê một hướng dẫn viên cho tôi. Ôi là trời, đây là thành phố lớn à? Sao hướng dẫn viên này còn chưa tới? À, đây là vali của anh hả? Ừ, tôi cất vali vào trong xe trước. Bên kia là toilet, anh có thể đi thử xem. Được thôi, hướng dẫn viên này cũng khá là có trách nhiệm. Nè, Lưu Hạo Quần, hả, tôi là hướng dẫn viên của anh. Lúc nãy hơi bị kẹt xe, tôi xin lỗi nha. Vali của anh đâu? Cô là hướng dẫn viên. Ờ, anh làm cái quái gì vậy? Sao giờ cô mới tới? Cô tới trễ rồi có biết không? Chính vì cô tới trễ, vali của tôi bị người ta lấy đi mất rồi. Không có vali thì tôi biết làm sao đây. Ây da, đừng cằn nhằn nữa. Mấy ngày nay tôi bao ăn bao ở cho anh, được rồi chứ? Ồ, đi thôi, bữa đầu tiên ăn gì vậy? Thứ này mà 98, không phải chứ, mũi kết nhỏ này bán 98. Nếu ở Đông Bắc là có thể mua được 2,5 kg bánh kem, cô có tin không? Đây là hệ thống tiền tệ của thành phố lớn, thần tài tới thì đều phải khỏa thân trở về. Nào, để tôi xem, chúng ta cần cái này, 98.000 một phần tôi vẫn trả nổi. Đây, thanh toán WeChat 448.000, ôi mẹ ơi, 448.000, cô không nhìn kỹ à, viết rõ đây nè, 98.100g, nửa ký là 490.000. Khó lòng phòng bị. Chà, Khương Thập Thất à, hai người ăn một phần salad. Bạn trai cô còn mặc áo khoác quân đội mộc mạc như vậy. Thật sự nghèo đến mức làm tôi thấy thương cô quá. Cô đẳng cấp cao, cô cao 3-4 tầng lầu. Vậy hôm nay tôi để cô mở mang tầm mắt. Jambon này của tôi 1,2 triệu. Ba chùm nho mẫu đơn này 3,5 triệu. Ây da, đều do bạn trai mua cho tôi.
ngưỡng mộ chưa? Ngưỡng mộ chất được, mua đều là hàng có lương tâm, không lừa người nghèo, chỉ lừa người tiêu tiền như rác. Đừng ghen tị nữa, tối nay có buổi họp lớp tại khách sạn Thiên Hào, cô dám tới không? Tôi có gì mà không dám tới? Xì. Ôi trời đất ơi, tôi nói cô nghe. Nói gì mà nói, tôi quen khách sạn cô ta nói, trên dưới tôi đều quen hết. Thì sao, anh từng làm bảo vệ hả? Phiền thật đấy, tôi thấy chắc Khương Thập Thất không dám tới đâu. Ai nói tôi không tới? Thập Thất và bạn trai cô ấy xứng đôi thật đấy. Nè Thập Thất, bạn trai cô từ đâu tới vậy? À tôi từ Đông Bắc tới, lần đầu đến thành phố lớn, qua đây thăm Thập Thất tiện thể đi du lịch. Du lịch là trò của người có tiền, anh có đem đủ tiền không đấy? Còn dám tới khách sạn 5 sao? Bữa ăn chia đều, mỗi người phải trả 11 triệu. Lát nữa có khi nào sẽ tới nhà bếp rửa bát không? Ha ha ha, tôi không cần trả tiền, tôi quét mặt là được. Gương mặt anh trị giá bao nhiêu? Bạn trai tôi là giám đốc ở đây. Lát nữa anh ấy qua đây, để anh ấy vả mặt anh một cái thật kêu. Anh yêu à, hai tên nghèo này nói muốn quẹt mặt thanh toán tại khách sạn 5 sao của anh. Ôi mẹ ơi cậu chủ, sao anh lại tới đây? Hả, anh yêu, sao anh cũng nói giọng Đông Bắc vậy? Em hiểu cái gì, đây là văn hóa doanh nghiệp, gặp cậu chủ thì cần phải nói toàn giọng Đông Bắc thôi. Tôi long trọng giới thiệu với mọi người, đây là cậu chủ Hạo Quần của tập đoàn Thiên Hào chúng tôi. Anh ấy muốn ăn gì thì ăn, muốn lấy gì thì lấy. Vì toàn bộ khách sạn này đều là của anh ấy. Toang rồi, tôi đã đắc tội cậu chủ Lưu rồi. Hãy nhớ đấy, du lịch là trò chơi dành cho người giàu. Khương Thập Thất chia tay đi, tôi và bạn gái cũ quay lại rồi. Cô mau chóng thu dọn đồ đạc rồi cuốn xéo cho tôi. Không ngờ tôi lại là một phần trong vở kịch của cặp đôi điên rồ hai người. Để bồi thường, cô cứ chọn đại một thứ trong nhà rồi mang đi coi như tôi thưởng. Tôi muốn giấy tờ nhà. Không được, chiếc Porsche cũng không được. Vậy anh nói cái dám gì, tôi cần anh ấy. Cô cần tên bảo vệ nghèo này. Gì mà bảo vệ nghèo, chú ý lời nói dùng cái. Hãy tôn trọng ông xã tương lai của tôi chút đi. Chỉ cần anh ấy bằng lòng, hôm nay chúng tôi lập tức có thể đăng ký kết hôn. Nào, em xem thử nào. Ui chao, thật đẹp trai, gương mặt này, chúc cô không mang thai nổi, khỏi cảm ơn. Nè, kết hôn với tôi, cô chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Sao có thể hối hận được chứ? Giàu như thế lại làm bảo vệ, không ngờ mình cũng có ngày bám được người giàu. Anh ấy còn đẹp trai như thế, vậy chúng ta về nhà. Được thôi, là chiếc xe thể thao màu đỏ kia. Chúng ta về nhà bằng cách nào? Xe của tôi ở đó. Hai, vậy là đúng rồi. Sau này chúng ta đều là người một nhà, không có bí mật gì cả. Coi như mình cũng rõ cái gì gọi là đẳng cấp. Nếu chúng ta đã đăng ký kết hôn, vậy sau này chúng ta sống thật tốt nha. Đi mua giúp tôi một chiếc Ferrari màu đỏ. Đẳng cấp này của cậu, sao đột nhiên lại muốn mua loại xe không xứng với mình vậy? Hết cách rồi, bà xã tôi thích. Cách bày trí trong nhà thế nào rồi? Theo lời dặn dò của cậu, tất cả đã trang trí xong rồi. Ông xã, anh xem rau giảm giá em mua nè. Cần tây tươi ngon thế này chỉ có 14.000 thôi. Xào với thịt chắc chắn thơm ngon. Em không cần nấu cơm. Hôm nay là Giáng sinh, chúng ta ra ngoài ăn. Sao anh cứ muốn ra ngoài ăn vậy? Anh như vậy sẽ khiến em nghi ngờ mắt nhìn ông xã của mình đó. Không biết chung sống chút nào hết. Chúng ta về nhà, anh xuống bếp còn chuẩn bị bất ngờ cho em. Được được, đi thôi. Chà, Giáng sinh còn đi dành rau giảm giá đặc biệt à? Chọn bảo vệ nghèo, bây giờ hối hận rồi chứ? Hối hận, tôi nhìn gương mặt điển trai thế này, mỗi ngày còn có thể ăn thêm hai bát cơm đấy. Nhìn anh đi. Cô đừng mạnh miệng, cuối tuần này có hội triển lãm tranh xã hội thượng lưu. Hai tên nhà quê các người có dám tới không? Đi thì đi, đi thôi bà xã. Đi, bà xã tôi đẹp làm anh ngây người rồi à? Đừng để ý đến anh ta. Anh xem, bức tranh này không đẹp cho lắm nhỉ? Thưởng tranh thì phải xem văn hóa. Bức tranh này là tác phẩm do Monet để lại, trị giá 28 tỷ. Bức tranh này là tác phẩm đầu tiên của Monet từ năm 1876. Giá giao dịch cuối cùng là 375 tỷ. Quý ngài đây nói không sai. Bức tranh này là một trong bộ sưu tập tư nhân tỷ phú họ Lưu. Tỷ phú này đã hào phóng cho mượn triển lãm, nên mọi người mới có thể nhìn một lần cho thỏa. Anh còn dành quá ha. Có thích không? Thích. Về tìm kiểu tương tự treo trong nhà bếp. Hiểu tranh thì sao? Tôi quen chủ nhân bức tranh này. Chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, bức tranh này lập tức tháo xuống khỏi bức tường này ngay. Mấy người cũng không xem được đâu. Vậy anh gọi điện thoại thử xem. Bé cưng, tôi lấy ảnh của cậu tìm đối tượng. Vừa đẹp trai vừa có nhân phẩm tốt. Tôi gửi WeChat cho cậu nhé. Đẹp trai phết nhỉ. Xin hỏi tôi và anh ấy trò chuyện bao lâu rồi? 2 tháng rồi. Anh ấy nói ngày mai muốn đăng ký kết hôn với cậu. Sau này anh là ông xã của tôi rồi. Chỉ bảo nhiều thêm, tôi đề nghị chúng ta mạnh ai nấy sống đi. Tôi kết hôn chớp nhoáng là vì không muốn người nhà giục cưới. Hả, hôm nay tới đây thôi. Tôi phải đi làm rồi. Anh cũng đi nhanh đi, bye bye. Tôi không đi làm, anh thất nghiệp à? Vậy có phải giờ cuộc sống của anh đang áp lực lắm không? Hay là anh tới nhà tôi ở đi, anh chỉ cần trả tiền điện nước và ga là được rồi. Đây là chìa khóa nhà tôi, cuối tuần tự anh dọn qua đi. Tôi đi trước nha, bye bye. Con trai, bố, mẹ, con dâu đâu? Bố mẹ đã mua hẳn căn biệt thự làm phòng tân hôn cho hai đứa rồi.
hôm nay sang tên cho con bé, chỉ cần viết tên con bé thôi. Bố mẹ, cô ấy tưởng chúng ta là gia đình bình thường, chúng ta khoan hãy dọa cô ấy ạ. Mấy thứ này đợi khi tìm cơ hội thích hợp rồi tặng cô ấy. Cốc nước súc miệng và hộp giấy rút của anh đều là của LV. Tôi mua ở cửa hàng đồng giá 35.000. Cấp độ hiện tại của Nghĩa Ô được à nha. Lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, đi mua xe, làm sao trong nhà thiếu xe được. Là một người đàn ông, tôi chưa mua được nhà cho em, hay để tôi mua xe cho. Bạn thân tìm được cho mình ông xã này đúng là không tồi. Bố mẹ tối nay gặp mặt bố mẹ của Thập Thất. Hai người khiêm tốn chút nha. Ông xã, bà xã, em đẹp lắm. Xe em gọi tới rồi, đi nào. Mẹ, con dâu của mẹ đúng là đẹp thật. Bố, mẹ, sau này cứ giao Thập Thất cho con chăm sóc. Được được được, ai dám giành phòng VIP của tôi. Khương Thập Thất, chị họ, mấy người đây là, em kết hôn rồi. Đây là ông xã của em, chị còn tưởng cô không gả đi được ấy chứ. Ông xã cô phát tài ở đâu thế? Anh ấy tạm thời chưa có việc làm. Nói nãy giờ thì ra là lấy tên nghèo à. Nếu đã như vậy, chị cần dùng phòng VIP này. Mấy người à, đổi chỗ khác đi. Hừ, chị dựa vào đâu chứ? Thấy cái này không? Đây là huy hiệu gia tộc của nhà họ Chu. Khách sạn 5 sao này đều là của nhà họ Chu. Phòng VIP này, chi phí thấp nhất cũng phải mất 175 triệu. Mấy người thanh toán nổi sao? 175 triệu, đắt quá rồi, đi thôi đi thôi. Bố mẹ, hai người ngồi đi ạ. Không sao đâu, con đã gọi món xong rồi. Có chuyện gì vậy, anh là giám đốc phải không? Bọn họ à, là một nhóm người nghèo. Mau đuổi họ ra ngoài cho tôi. Im miệng, cô mở to mắt nhìn huy hiệu gia tộc trên ngực họ đi. Mấy người, trước mắt cô là hào môn số 1 gia tộc Chu Thị đấy. Đây là người đứng đầu gia tộc Chu Thị. Toang rồi, toang rồi. Thập Thất à, con đúng là gặp phải phú quý đầy trời rồi. Tôi sai rồi. Tôi nói thẳng với anh vậy. Vốn dĩ người kết hôn với anh không phải tôi chỉ là... Anh biết chứ? Nè, anh tỉnh lại đi, anh có sao không? Có phải anh bị hạ đường huyết không? Nào, có cần tôi gọi 120 cho anh không? Nè, giúp tôi theo đuổi bạn thân của cô, tiền trong thẻ này đều là của cô hết. Người mà anh muốn cưới trước giờ đều luôn là em. Khương Thập Thất, nhà họ kết hôn gấp gáp nhưng anh đều muốn dành mọi thứ tốt hơn cho em. Ngày mai anh đưa em đi thử váy cưới. Dù lái xe sang hay ở biệt thự, em cũng bằng lòng.